rồi là những hình ảnh giới thiệu về thầy Francis Hùng. Và thầy Francis Hùng hiện đang là diễn giả và là chuyên viên đào tạo, và được là người đầu tiên của Việt Nam được Hoa Kỳ công nhận là nhân tài. Và hiện nay thầy Francis Hùng đang giữ vai trò là cố vấn chiến lược cho công ty cổ phần MioSkin. Trong cái buổi lễ khai trương công ty MioSkin miền Bắc ngày hôm nay, thầy Francis Hùng cũng có đôi lời muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Nhưng mà hiện tại thầy đang ở Mỹ và bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã liên hệ và có cuộc kết nối. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để kết nối với thầy Francis Hùng ạ. Chào thầy ạ. Thầy có nghe nói gì không ạ? Xin chào các anh chị. Tôi có nghe rõ. Dạ. Hiện tại bây giờ với Mỹ đang là mấy giờ vậy thầy ạ? Ở bên Mỹ giờ này là 9 giờ 16 phút buổi tối. Dạ, thầy vẫn đang chờ để cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Và tất cả mọi người ở đây đang muốn nghe những chia sẻ của thầy về cái chiến lược cụ thể của MioSkin trong tương lai. Xin mời thầy. Rồi, xin chào các anh chị và các bạn. Trân trọng kính chào, lời chào coi như là thân ái nhất từ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Rất tiếc là khi mà cái sự kiện này diễn ra thì tôi không có sắp xếp để về kịp được. Tuy nhiên vẫn có thể liên lạc qua hệ thống công nghệ để mà có thể trò chuyện với các anh chị nhân cái sự kiện khai trương chi nhánh, khai trương công ty cổ phần MioSkin ở miền Bắc. Các anh chị khỏe không? Khỏe. Dạ, thấy mặt trả lời là mọi người đang rất khỏe. Tôi do cái camera ở phía trong cho nên tôi không có thể nhìn thấy được các anh chị. Tuy nhiên một số cái lời tâm tình sau đây về cái chiến lược mà công ty MioSkin muốn trao đổi với các cái nhà phân phối để nhằm giúp cho cái sự cộng tác của chúng ta có một cái kết quả cao. Thì trong cái vai trò là cố vấn chiến lược của công ty MioSkin, tôi có thể sẽ đồng hành với các anh chị ở trên mọi nẻo đường. Các anh chị có đồng ý không? Cảm ơn các anh chị. Ban tổ chức cho tôi chỉ có vài phút để phát biểu thôi, cho nên tôi chia sẻ một ít nội dung về cái chiến lược để các anh chị nắm. Thứ nhất là ở cái giai đoạn này đó, là công ty tập trung phát triển khoảng 20 nhà phân phối tại miền Bắc và 20 nhà phân phối tại miền Nam để cùng nhau phát triển thương hiệu MioSkin trên toàn quốc. Cái số lượng nhà phân phối như thế này là nó vừa đủ và hợp lý trong cái giai đoạn này để mà chúng ta từng bước đưa cái thương hiệu tốt ra thị trường. Và MioSkin không chỉ giúp cho các nhà phân phối đem lại lợi nhuận từ việc kinh doanh sản phẩm MioSkin, mà chúng tôi luôn đồng hành với các nhà phân phối để xây dựng một hệ thống phân phối vững mạnh. Chúng ta chú ý là sẽ xây dựng một hệ thống phân phối vững mạnh. Vững mạnh có nghĩa là nó sẽ hiệu quả và mang tới doanh số cao cho các nhà phân phối cũng như là thương hiệu của công ty. Và để giúp cho khách hàng nhận diện được thương hiệu MioSkin và tin dùng sản phẩm đó, thì chúng tôi tập trung vào những kênh truyền thông chính thống cũng như là online. Và cái mục đích là để cho hình ảnh của MioSkin luôn xuất hiện một cách hiệu quả nhất. Và các anh chị biết có một cái tin vui, giống như ban tổ chức chắc cũng chia sẻ với các anh chị, là MioSkin rất hãnh diện khi mà có sự đồng hành của đôi vợ chồng rất tài năng là nghệ sĩ và có sự ảnh hưởng tại Việt Nam, đó là Trấn Thành và Harry Won. Thì Harry Won và Trấn Thành không chỉ là sự đảm bảo về mặt hình ảnh của thương hiệu mà chúng ta đang kinh doanh, mà nó còn là một cái sự bảo chứng về cái chất lượng sản phẩm. Do đó các anh chị khi kinh doanh cái sản phẩm này thì lập tức có một cái sự tin cậy cao từ thị trường nhờ các cái đại sứ thương hiệu của chúng ta và giám đốc phát triển kinh doanh của chúng ta có những cái bước triển khai cái chiến lược một cách cụ thể để tạo nên cái sự khác biệt so với những cái mô hình kinh doanh đang tồn tại đó. Thông thường những cái mô hình kinh doanh khác đó, thì nhà phân phối phải tự đi tìm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, nhưng mà ở đây đó thì MioSkin hỗ trợ nhà phân phối trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cam kết rõ ràng theo từng giai đoạn cụ thể trong sự phát triển của nhà phân phối.
Bởi vì là Bioskin có một cái đội ngũ chuyên nghiệp trong việc chạy quảng cáo để mang về data khách hàng tiềm năng cho nhà phân phối. Đó là cái điểm khác biệt rất lớn so với những cái hệ thống phân phối khác trên thị trường hiện nay. Như vậy thì cái công việc của nhà phân phối là gì? Trong cái sự đồng hành với thương hiệu như vậy đó, thì nhà phân phối cần phối hợp với bộ phận hỗ trợ của Bioskin trong việc chuyển giao cái quy trình kinh doanh và áp dụng những cái quy trình đó theo từng cái giai đoạn phát triển của hệ thống. Và cái công việc tiếp theo của nhà phân phối đó là chăm sóc tốt những đại lý cấp thấp và khách hàng tiềm năng do công ty mang về. Đây là cái công việc vô cùng quan trọng, bởi vì cái hoạt động hậu mãi của chúng ta sẽ giúp cho khách hàng đầu cuối sử dụng sản phẩm có được sự trung thành với cái thương hiệu mà họ đang sử dụng, cũng như là có mối quan hệ thân tình với các cái nhà phân phối. Và nhà phân phối sẽ luôn luôn được cập nhật những kiến thức trong việc quản trị và những chính sách của công ty để áp dụng cho việc kinh doanh của mình. Như vậy, cái yếu tố quan trọng và các anh chị sẽ chú ý trong cái việc hợp tác này đó là cái sự đồng hành chặt chẽ, gần gũi của thương hiệu Bioskin với các nhà phân phối, cũng như là chúng ta có Trấn Thành Harvey Wan là gương mặt đại diện của thương hiệu. Như vậy thì nó sẽ tạo một cái sức mạnh khi mà ngay lập tức chúng ta bước ra ngoài thị trường để mà kinh doanh. Đó là một cái sự thuận lợi mà không phải cái nhãn hàng nào trên thị trường cũng có được. Và các nhà sáng lập của nhãn hiệu Bioskin đã từng bước hoạch định cùng với tôi chia sẻ những cái chiến lược để nhằm cái mục đích làm sao ngay giai đoạn này 20 nhà phân phối tại khu vực miền Bắc và 20 nhà phân phối tại khu vực miền Nam sẽ phối hợp để đưa cái thương hiệu Bioskin ra ngoài cái thị trường để nhằm phát triển một cái nhãn hàng mới trong lĩnh vực mỹ phẩm, và coi như giúp cho chúng ta có được cái sự thành công về mặt tài chính cũng như kinh nghiệm trong việc làm ăn kinh doanh. Như vậy thì tôi vừa chia sẻ với các anh chị một số những cái gạch đầu dòng về chiến lược của Bioskin giúp cho chúng ta mường tượng được những cái hoạt động triển khai công việc kinh doanh sắp tới sẽ như thế nào. Và nhân cái sự kiện khai trương công ty cổ phần Bioskin miền Bắc này thì tôi mới chúc các anh chị nhân dịp năm mới này có nhiều cái năng lượng, nhiều cái sức bật để mà chúng ta mang cái sản phẩm tốt đẹp này ra phục vụ thị trường và giúp nhau cùng thành công với cái thương hiệu này. Như vậy thì tôi có vài lời phát biểu về chiến lược như vậy. Giờ này thì cũng là buổi tối ở Hoa Kỳ, hiện nay là 9 giờ 23 phút ban đêm, tức là tôi đã làm việc tới 9 giờ 23 phút đêm rồi đó. Ngày hôm nay đặc biệt là bởi vì hôm nay có sự kiện của Bioskin. Cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi, lắng nghe, và khi mà có bất kỳ những cái thắc mắc hay là những cái sự trao đổi chia sẻ gì thì cứ liên lạc với ban giám đốc của Bioskin và ban giám đốc sẽ chuyển cho tôi những cái quan tâm của các anh chị, và tôi sẽ chia sẻ những cái bí quyết mà tôi đã đào tạo cho trên 1.000 hãng trên khắp thế giới và đặc biệt là các hãng tại Hoa Kỳ trong cái trong nhiều lĩnh vực, và trong đó có lĩnh vực mỹ phẩm. Thì cái kinh nghiệm đó hy vọng là sẽ giúp cho các anh chị thành công. Mến chào các anh chị và chúc các anh chị nhiều sức khỏe nhé. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành những thời gian quý báu chờ đợi đến tầm giờ này để cùng chia sẻ với mọi người. Và xin chào thầy, chúc thầy ngủ ngon ạ. Và vừa rồi chúng ta cũng đã nghe qua những cái chia sẻ rất là quý báu của thầy Francis Hồ Bình. Như quý vị vừa xem vừa rồi đó là ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, và chính tôi anh Đức cũng là một người được may mắn đồng hành cùng với Bioskin, và đặc biệt hơn hết đó là người bạn thân của tôi Trấn Thành, và không ai khác, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc, một người đại diện cho thương hiệu Bioskin cũng là người Hàn Quốc, nữ ca sĩ diễn viên Harry Won. Xin mời Harry Won bước lên sân khấu. Hôm nay Harry Won rất là đẹp và vừa mới đáp chuyến bay
từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây đã đến đây để cùng gặp gỡ tất cả mọi người ở đây. Thì bây giờ xin mời Honey Won để có những lời chia sẻ về mình, thì cùng đại diện với lại thương hiệu New Skin. Xin mời. Lần đầu tiên thì Honey Won xin gửi lời chào quý vị khán giả có mặt ở đây ạ. Xin chào mọi người ạ. Thật ra mà nói thì giống như là thầy Francis Hùng cũng đã từng nói là hay với chân thành mà làm quảng bá một cái sản phẩm thì xưa giờ thật sự nó rất là hiếm hoi. Nếu có thì cái thương hiệu đó là thương hiệu rất là lớn, tức là nó phải bảo đảm chất lượng, nó phải có cái gì đó nó chắc chắn thì hai vợ chồng mới có thể là quảng bá được. Tại vì cái sự uy tín của mình nó quá quan trọng. Trong khi đó thì New Skin là mới khởi đầu thôi, mà tại sao lại là hai với Trấn Thành là lại đồng ý về làm cái quảng bá hình ảnh? Thì đơn giản thôi, thì có anh Đức giới thiệu và tụi em cũng nghiên cứu là cái này là nó có cái chất gì. Tại vì Harry là một người hơi nhạy về cái phần thành phần của tất cả mỹ phẩm. Một khi Harry xài thì Harry phải bảo đảm những cái đó, và Harry rất là quan tâm đến cái da mặt. Cho nên xưa giờ bản thân Harry sống ở bên Hàn Quốc, là Harry là một người hay nghiên cứu và hay coi mấy cái đó. Cho nên Harry đối với người Hàn Quốc thì người Hàn Quốc cũng là sao bạn cái gì cũng biết nhiều vậy, ai cũng nói câu đó. Và chính vì điều đó cho nên năm nay Harry 35 tuổi rồi, nhưng mà ở ngoài ai cũng nhìn Harry thì ai cũng mình nhỏ hơn chồng mình, nhưng mà thật ra mình già hơn chồng mình. Dạ. Thì Harry nghĩ là đó là một cái từ nhỏ Harry hay tạo được cái thói quen là hay dùng những cái mỹ phẩm rất là hợp với mình, và Harry đã sử dụng thử cái New Skin. Thì thật sự thì cảm thấy nó rất là hợp với tất cả loại da mặt, và bản thân Harry và anh Trấn Thành cũng vậy. Khi mà mình đi Hàn Quốc mới thì cũng đi Hàn Quốc thường xuyên, tới mùa đông rồi thì thực sự rất là cần những cái gì mà liên quan tới dưỡng da, thì mình cũng cầm chai New Skin, mình cũng ra ngoài đó mình cũng xích nữa. Thì Harry nghĩ vậy, một khi Harry dùng rồi, và nếu như các anh chị đã dùng thử thì các anh chị cũng phải biết là một khi mình biết ăn món ngon thì mình phải ăn hoài, mình không thể nào mà bỏ giữa chừng được. Thì Harry nghĩ là cái món mà New Skin đối với Harry là món rất là ngon và làm cho da mặt nó rất là sáng tươi. Thì Harry cảm thấy rất là vinh dự khi mà Harry có thể làm đại sứ thương hiệu New Skin. Và có gì thì chúc New Skin được thành công rực rỡ, và chúc anh chị cũng rực rỡ như New Skin và Harry. Xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Harry. Bây giờ xin mời Harry hãy trở về thực tế của mình để cùng tiếp tục chương trình. Quý vị cũng đã nghe từ nãy đến giờ tại sao New Skin có mặt tại ngày hôm nay, một cái buổi lễ khai trương chi nhánh phía Bắc. Thì quý vị cũng thấy về sản phẩm chất lượng, đối với một đại sứ thương hiệu là một cái người đến từ Hàn Quốc, và người Hàn Quốc thì cực kỳ chăm sóc cho cái sắc đẹp và da của mình. Thì Harry cũng đã chia sẻ, Harry đã tin dùng, và anh Đức cũng vậy, ngay từ những ngày đầu khi biết đến sản phẩm New Skin. Và với bản thân là một người đàn ông thì cực kỳ lười trong cái việc chăm sóc cho bản thân cũng như cái làn da, cái nhan sắc của mình. Nhưng một cái sản phẩm với xu hướng đi đầu là tạo cho người lười có thể chăm sóc cái sắc đẹp làn da của mình.